Chào mừng các bạn đã đến với kênh Minh Vlog Phong Thủy Tử Vi. Hôm nay tôi mang đến cho các bạn một video với chủ đề Thế giới tâm linh. Lễ Vu Lan, Phận làm con nên làm gì để cầu an, báo hiếu và câu chuyện cảm động phía sau ngày lễ Vu Lan. Tháng 7 âm lịch không chỉ là tháng cầu hồn mà còn là tháng báo hiếu với ngày lễ Vu Lan. Với truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, cứ mỗi đội thu về, trong lòng mỗi người con đất Việt lại dạt dào tình cảm nhớ nhà, thương cha mẹ và biết ơn ông bà tổ tiên. Lễ Vu Lan diễn ra vào ngày rằm tháng 7 âm lịch là dịp để báo hiếu với cha mẹ, tìm về với cội nguồn, tưởng nhớ người đã khuất. Nhưng phía sau ngày lễ này còn có một câu chuyện vô cùng cảm động mà không phải ai cũng biết. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về câu chuyện đó và ý nghĩa nhân văn phía sau câu chuyện ngày lễ Vu Lan. 1. Câu chuyện cảm động phía sau ngày lễ Vu Lan. Mưa nhỏ. Nguồn gốc ngày lễ Vu Lan. Ngày lễ Vu Lan hay là Vu Lan Bồn có nguồn gốc từ Ulamana trong tiếng Phạn, tức giải đảo huyền, gỡ khỏi nạn treo ngược. Hiểu theo nghĩa rộng thì là nhờ sự thành tâm, chú nguyện của chư tăng thập phương mà cứu được mẹ cha khỏi cảnh khổ sở ngục tù, cầu cho chúng sinh được siêu thoát. Truyền thuyết kể lại rằng tôn giả Mục Kiền Liên là một trong những đệ tử xuất sắc của Đức Phật. Ngài có quyền pháp thần thông quảng đại, dù theo Phật nhưng vẫn không quên báo hiếu mẹ cha. Một lần Mục Kiền Liên dùng tuệ nhãn chiếu rọi khắp phương trời, vô tình nhìn thấy mẹ mình là bà Thanh Đề đang chịu cảnh tội đồ dưới ngục A Tỳ. Bà Thanh Đề khi còn sống nghiệp quá lớn nên khi chết bị đẩy xuống địa ngục, thân hình gầy gò ốm yếu, chỉ còn da bọc xương, lại đang phải lao động khổ sai, bị lũ cai ngục đầu trâu mặt ngựa đánh mắng không yên. Mục Kiền Liên biết hoạn này là do mẹ mình khi còn trên cõi dương gian không tu thân tích đức, tham lam độc ác, gây bao tội lỗi nên giờ phải chịu cảnh đọa đày, nhưng vẫn không thể quên được công ơn dưỡng dục, thương xót không nguôi. Bà thấy mẹ đã khát nên dùng pháp thuật của mình lén đem theo dâng cho mẹ bát cơm, nhưng bà Thanh Đề đã bát cơm sợ bị lũ quỷ đói tranh cướp nên lén lút che đi. Nghiệp quá lớn, bát cơm vừa dâng lên miệng thì biến thành lửa bốc cháy ngay trên tay bà Thanh Đề. Mục Kiền Liên chứng kiến cảnh tượng ấy thì lòng đau như cắt, không biết phải làm sao, chỉ đành về nhờ cậy Đức Phật, cầu xin Đức Phật cứu vớt mẹ mình khỏi cảnh đọa đày để linh hồn bà được siêu thoát. Cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của Mục Kiền Liên, Đức Phật bày cho ông cách để cứu mẹ ra khỏi chốn địa ngục tối tăm. Phật nói, ông tuy quyền phép vô biên lại hiếu thảo hơn người, tấm lòng của ông khiến trời đất cảm động. Song mẹ ông tội nghiệp quá nặng, một mình ông không thể cứu được mẹ. Đến ngày rằm tháng 7 này, chư Phật hoan hỷ, chư Tăng tự tứ, ông hay sửa soạn lễ vật cúng tế, lại thành tâm thỉnh cầu chư Tăng chú nguyện thì mẹ ông mới có thể siêu thoát được. Nghe lời Đức Phật dẫn dạy, ngày rằm tháng 7, Mục Kiền Liên lập bồn Vu Lan, chậu đựng đồ lễ cúng dường, thỉnh mời chư Tăng đến cùng chú nguyện để hóa giải nghiệt kiếp cho mẹ. Nhờ đó mà bà Thanh Đề được giải thoát khỏi địa ngục, linh hồn được siêu thoát, đầu thai sang kiếp khác. Các vong linh khác cũng nhờ phúc lành của chư Tăng mà được siêu thoát. Noi gương hiếu đế của tôn giả Mục Kiền Liên hàng năm cứ đến ngày rằm tháng 7 hàng năm, các tín đồ Phật tử khắp nơi lại tưng bừng tổ chức ngày lễ Vu Lan, thành tâm cầu nguyện cho ông bà cha mẹ còn sống được mạnh khỏe, đã khuất được siêu thoát. Hai nhỏ, ý nghĩa đằng sau câu chuyện ngày lễ Vu Lan. Đạo Phật vốn là đạo hiếu, lấy tình thương con người và muôn loài trên thế giới này làm tôn chỉ. Tình cảm đó xuất phát từ tính thương cha mẹ, rồi sau đó mới mở rộng ra thành tính người, tình nhân loại. Con cháu báo hiếu cha mẹ dịp lễ Vu Lan. Thế nào cho đúng, ngày lễ Vu Lan hàng năm là dịp để con cháu nhớ tới công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, ông bà tổ tiên. Với ý nghĩa đó, dần dần ngày lễ còn được tổ chức để tưởng nhớ công lao và đóng góp to lớn của những người anh hùng dân tộc, những người đã xả thân vì đất nước. Người người cầu nguyện trong lễ Vu Lan để mong thế giới tốt đẹp hơn, người với người đối xử với nhau tốt hơn, không còn kiếp khổ đau, không ai phải chịu cảnh đọa đày. Trong văn hóa người Việt, lễ Vu Lan được cử hành nhằm giải tội cho người chết, cầu phúc cho người sống, không chỉ làm lễ cầu siêu cho gia tiên, người Việt còn tổ chức cầu siêu cho các vong hồn không nơi nương tựa. Ngày lễ Vu Lan trong văn hóa Việt là thăng hoa với tinh thần cứu khổ cứu nạn, cứu nhân độ thế, tạo phúc chúng sinh của nhà Phật, khiến cho ngày lễ Vu Lan thêm sắc màu ý nghĩa. Vậy trong ngày lễ Vu Lan nên làm gì để báo hiếu, cầu an? 1. Chuẩn bị lễ cúng cho ngày lễ Vu Lan.
Thông thường lễ Vu Lan ở Việt Nam được tổ chức vào ngày 14 và ngày 15 tháng 7 âm lịch, hay còn gọi là ngày rằm tháng 7. Theo tục lệ các cụ xưa truyền lại, vào ngày này các gia đình nên chuẩn bị một mâm cỗ cúng tạ ơn các thần linh, cũng như là mâm cơm tưởng nhớ tới ông bà tổ tiên, cầu cho người đã khuất được an yên nơi chín suối và phù hộ độ trì cho con cháu đời sau được an cư lạc nghiệp. Lễ cúng rằm tháng 7, cúng ngày Vu Lan có thể thực hiện tại nhà hoặc nhờ thầy chùa làm giúp. Tổng cộng có 4 lễ cúng, gồm có cúng Phật, cúng thần linh, cúng gia tiên và cúng thị thực cô hồn. 2. Ăn chay hành thiện tích đức. Nên làm gì trong ngày lễ Vu Lan? Ăn chay niệm Phật, không sát sinh mà hành thiện tích đức, đó là những hành động đẹp, cũng là cách để con người ta thanh tịnh từ tâm hồn bản ngã của mình. Ăn chay để thể hiện sự thành tâm hướng Phật, để yêu thương con người và loài vật, giảm bớt tội nghiệp sát sinh. Tùy theo điều kiện và khả năng, có người ăn chay trường, có người ăn chay vào ngày rằm và ngày mùng 1 hàng tháng. Tới rằm tháng 7, nhiều người cũng có thói quen ăn chay. Nếu có thể, bạn hãy dành một ngày để ăn chay, cầu cho cha mẹ được an lành, cầu cho tổ tiên được mát mẻ nơi chín suối, bày tỏ lòng thành muốn, tích đức, hành thiện. 3. Đi chùa cầu an cho cha mẹ và gia đình. Trong ngày lễ Vu Lan, các bạn nên dành thời gian đi chùa thắp hương, cầu Phật che chở cho cha mẹ và gia đình mình được an lành. Những ai không còn may mắn, chẳng có cha mẹ ở bên thì cũng hãy mang tấm lòng thành để cầu xin Đức Phật chỉ đường dẫn lối cho cha mẹ hướng theo ánh sáng Phật Pháp để được siêu thoát, an nghỉ nơi suối vàng. Nếu không có điều kiện, bạn vẫn có thể thành tâm hướng Phật bất cứ lúc nào. Có câu Phật tại tâm, bạn thành tâm, thành ý cầu phúc cho cha mẹ được khỏe mạnh, bình an, chắc chắn Đức Phật cũng sẽ nghe thấy lời kêu cầu của bạn. 4. Bày tỏ tình cảm với cha mẹ. Người Việt Nam muốn giữ đạo hiếu làm đầu, nhưng chúng ta ít có thói quen bày tỏ tình cảm với những người thân thiết của mình. Lễ Vu Lan là dịp để mỗi con người hướng về với đấng sinh thành. Bạn có thể nhân dịp này để thể hiện tình cảm yêu thương của mình với mẹ cha. Những lời nói tình cảm, những cái ôm nhẹ nhàng hay những món quà nhỏ nhỏ, những bữa cơm bạn chăm chút với cả trái tim mình, tất cả đều là những món quà vô cùng lớn lao đối với cha mẹ. Cha mẹ chẳng cần con cái phải báo hiếu gì nhiều, chỉ cần con cái khôn lớn, khỏe mạnh thành người, có lẽ là điều mà cha mẹ cảm thấy hạnh phúc nhất. Còn nếu ai, lỡ như cha mẹ không có phúc được bên cạnh, thì bạn hãy cố gắng sống thật tốt, sống thật ý nghĩa và hạnh phúc mỗi ngày để cha mẹ không còn phải lo lắng mà an tâm vì con mình có thể tự lo cho bản thân, có thể sống vui vẻ. Biết bạn như vậy, dù cha mẹ ở xa vẫn thấy an tâm, người đã khuất cũng có thể ngậm cười nơi chín suối. Cảm ơn các bạn quan tâm và dành thời gian theo dõi. Các bạn có thể nhấn like và đăng ký kênh để sớm nhận được video mới nhất. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào video ngày mai.